Xin lỗi nha. Ý, Gia Dự hả? Ê, là em à, xin lỗi nha. Lúc này làm ăn khá không? Cũng tạm được thôi. Có làm dơ áo của em không? Không có. Đi đâu vậy hả? Tôi cũng không biết, đi tà tà thôi. Tôi đã Gia Dự đi uống cà phê nha. Thôi đừng, anh cũng phải làm việc mà. Chờ hôm khác. Ê, công việc chuyện nào mới làm hết hả? Long à. Hai, cô Dự. Sao đúng lúc vậy? Bây giờ tôi và Gia Dự ra uống cà phê. Ở đây giao hết cho mày đó. Được. Cái này là chiêu bài đó, phải chịu cho sáng nha. Em đâu phải ngày đầu tiên đang làm việc. Được rồi, anh đi đi. Tôi mua trà sữa và sandwich về được không? Cà phê đen. Gia Dự à, Gia Dự, chúng ta đi qua bên kia kìa. Mấy chục tuổi rồi hai người mới xa nhau, Hèn chỉ thấy phiền. Ông bá làm gì vậy? Tôi không biết nên bên ai. Chuyện này không thể nào giúp được đâu. Một bên là ba, một bên là má, biết bên cho ai chứ? Chính như vậy mới thấy phiền. Bây giờ em tính sao? Ba tôi lúc nào cũng cố chấp lắm. Nhưng mà má tôi đột nhiên lại nói đi học. Đổi chân là người đàn ông khác cũng không thể nào chấp nhận. Vậy cũng đúng. Nhưng mà theo ý của tôi, người đàn bà nếu vì gia đình nên hy sinh một chút là phải. Nhưng bà phải cam lòng tình nguyện làm vậy mới được. Nếu ba má của Dự không hợp với nhau, xa cách một thời gian cũng không chừng tốt hơn nữa đâu. Anh thấy rằng làm như vậy sẽ tốt hơn sao? Nhưng mà em sợ ổng và bà sẽ chia tay luôn. Coi như để cho ổng và bà có thời gian bình tĩnh suy nghĩ. Nếu mà thật sự không hợp với nhau thì bắt buộc phải xa nhau thôi. Đâu còn cách nào nữa. Chuyện này đâu có miễn cưỡng được. Gia Dự cũng lớn rồi, chắc cũng hiểu chuyện này chứ gì. Cho dù những người làm con như chúng ta cũng phải tôn trọng ý kiến của ba má chứ. Chẳng hạn như má tôi vậy, bà và chú Hòa đã lâu lắm rồi. Nếu hai người sống chung, miễn sống vui vẻ thì được rồi. Anh nói cũng đúng lắm. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện đời tới đâu sẽ hơi tới đó thôi. Lo cũng lo không nổi đâu. Lúc này em có đọc báo không? Thường thấy tên của anh Hiền đang lên báo đó. Hình như là quay phim và tiệm vàng của ảnh lo tuyên truyền gì đó, chắc bằng lắm. Em có giúp việc cho anh không? Những việc anh đã làm tôi không biết. Chị Mẫn ở Tân Gia Ba về rồi đó. À đúng rồi, chú Hòa cũng có nhắc tới. Hai người à, còn hai người gì nữa? Cổ là cổ, tôi là tôi. Cách nhau đã lâu rồi mà. Anh à, đồ này. Cảm ơn. Đúng rồi, tôi cũng phải đi về. Mất công để thằng Long đói bụng đó. Hiền à, đây là sổ sách chi tiêu của Lãng Linh. Anh coi lại đi. Hoài à, sổ sách của công ty điện ảnh tôi giao hết cho anh đó. Được rồi, anh yên tâm đi. Tôi không giúp anh, ai giúp anh đâu. Nhưng mà tôi nói thiệt anh nha, làm điện ảnh có vẻ hơi mạo hiểm đó. Không phải nghề này, nhiều người không làm đâu. Đâu có gì, lần trước hợp tác vui vẻ mà. Tôi biết làm nghề này đều là tay tổ. Như tướng của tôi cũng đâu có giống như thằng ngốc. Anh nói đúng, tôi biết anh dư sức đối phó. Chú gì? Anh Hiền à, cô bạn tới tìm. Mời cô vào đây đi. Vô đi. Hi Yvonne, hi Fanny, ngồi đi. Ngồi đi. Anh Hiền, luôn anh cũng tới đúng giờ hả? Ít thầy lắm đó. Tôi làm việc lúc nào cũng đúng giờ lắm. Tại vì một lát chúng ta phải chiêu đãi cái giả tuyên bố chính thức thành lập công ty điện ảnh đó mà. Chúng ta thương lượng trước nên nói cái gì? Có cô Băng ở đây cần gì phải lo chứ. Ha, cô Phụng. Cô Phụng may mắn lắm đó. Vừa mới ra làm đã kiếm được người quản lý vừa đẹp vừa giỏi như cô vậy. Ta nể mặt thôi. Anh à, anh phải coi chừng Fanny này giùm tôi nha. Đừng để nó mới ra đời là bị người khác ăn hiếp đó. Yên tâm đi, tôi biết lo cho cổ rồi. Hiền à, không có gì ra ngoài trước. Đừng, một lát chiêu đãi ký và anh phải đến đó. Chắc khỏi mà. Hoài à, dù sao anh cũng là chủ nhiệm kế toán của công ty điện ảnh Lãng Minh chúng tôi. Anh không đi đâu có được. Ronald à, tin phóng sự tôi đã viết sẵn rồi, mấy người coi trước đi nha. Cảm ơn Yvonne nha. Anh đừng nói vậy. Fanny vào công ty điện ảnh của hai anh. Từ nay chuyện gì hai anh cũng phải giúp nó đó. Bắt đầu tốt coi như đã thành công phân nửa rồi. Đâu vậy? Yvonne đã làm hết phân nửa cho chúng tôi rồi. Phân nửa còn lại phải coi anh đó. Ê, sắp tới giờ rồi đó. Chúng ta đi xuống dưới nhà đi. Ok. Ê, cái gì xuống trước đi. Một lát tôi sẽ xuống. Được rồi. Ok, see you. Alo, chị Sáu hả? Dạ phải. Gia Dự đâu? À, một lát cô về nhà nói là tôi có điện thoại tìm cổ thì được rồi. Bye bye. Cô à, tại sao cô không nghe điện thoại của cậu Hiền? Đâu có gì, tôi không nghe thôi. Điện thoại của ai vậy? Của cậu Hiền đó. Cảm ơn chị. Ông chủ à, tôi lấy trà xong ông chủ uống. Ba hôi như vậy hay là đi coi bác sĩ nha. Coi bác sĩ hả? Bộ bác sĩ hay lắm sao? Ông chủ à, uống trà xăm đi ông. Cảm ơn. Alo có ở đây, đợi một lát nha. Cô Dự à, tôi đã nói không nghe mà. Không phải đâu. Khoan đã, điện thoại của ai vậy? Ông chủ. Nói đi. Là điện thoại của bà chủ. Không lâu, đưa cho tôi, đưa cho tôi. Bây giờ tôi nói cho bà biết, tôi cảnh cáo bà nha, từ nay không được lén gọi điện thoại làm quấy con gái của tôi nha, bà biết chưa? Ba, bà nói cho con nghe, một là con theo bà, một là theo ba. Nếu mà con lén đi gặp bà thì đừng có trách ba tuyệt tình nha. Ba, có chuyện gì thì từ từ thương lượng đi, không lẽ ba tuyệt tình như vậy sao? Tại bà muốn làm vậy. Bà giỏi lắm mà, thấy được bằng bác sĩ bây giờ đi học nữa đó. Gia đình bà đâu có dám cưới người đàn bà giỏi như bà vậy. Ba, thật là hỗn láo. Hỗn láo thiệt. Ba nghe con nói đi. Ba đừng có làm vậy mà. Đừng làm vậy hả? Bây giờ con muốn khuyên ba phải không? Khuyên ba vui vẻ đưa má bay má con phải không hả? 2 năm sau sẽ gặp lại phải không hả? Chúng ta là người một nhà mà. Con đừng nói một nhà nữa. Nếu người một nhà thì không có một người phương Nam, một người phương Bắc. Bà nói cho con nghe, từ nay ba không gặp mặt má của con nữa đâu. Thực ra ba cũng không muốn má đi, nhưng mà ông không biết làm sao giữ má ở lại. Cho dù giữ cũng vậy thôi. 20 mấy năm qua, ông đâu có tôn trọng má chút nào đâu. Má biết, người không muốn má đi nhất là con. Nếu mấy năm trước, cho dù có cơ hội như vậy, má cũng không đi học được. Nhưng mà bây giờ con đã lớn rồi, con biết tự săn sóc cho mình, nên má cũng làm những chuyện má thích làm. Tối hôm qua má gọi điện thoại cho con là muốn cho con biết má đã mua vé máy bay rồi. Vậy chừng nào má đi? Khoảng chừng tháng tới, làm xong thủ tục nhập học má sẽ lên đường. Má đi rồi, con nhớ tự săn sóc mình nghe chưa? Con biết rồi. Còn nữa, con phải tính cho tương lai của con mới được. Lấy chồng không phải là hạnh phúc chung thân của người đàn bà. Bây giờ con còn trẻ, phải học hỏi thêm rồi mới lấy chồng. À đúng rồi, lúc này cháu Hiền thường đi xã giao, chắc hai đứa gặp nhau lắm phải không? Anh có sự nghiệp của ảnh, con cũng không thể xen vào được. Hơn nữa tánh con cũng thích xã giao. Nhiều lúc không nhất định hai người phải có ý kiến giống như nhau mới được hạnh phúc. Miễn là sống được vui vẻ, không thấy uất ức trong lòng thì được rồi. Con hiểu không ạ? Tại sao tính hoài cũng không đúng vậy? Long à, quá đơn của phát ký để đâu rồi? Long à, Long. Chuyện gì? Quá đơn của phát ký để đâu rồi? Quá đơn của phát ký là vậy. Em đi giao tiền về, tấm chi phiếu để đưa cho anh. Phải. Quá đơn hình như đưa cho chú Đức để vào tủ rồi. Bây giờ chú Đức đi đâu rồi? Chú Đức đi đâu? Đâu có mắc mới tới em. Anh đâu có kêu em coi chừng ổng. Chào cô. Kiếm ai vậy? Thôi Long à, cháu gái của tao đó. Cháu Tuyết à, anh này là anh Hào, chú thường nhắc tới cháu đó. Ảnh vừa thật thà, vừa chịu giúp đỡ người khác. Anh Hào. Hai. Tại sao không giới thiệu cho tôi là Tiểu Tiên Long. Chào cô. Anh Long. Chào cô. Kêu tên được rồi. Cũng vậy thôi. Cậu tôi kêu tôi tới đây giúp việc, hai anh có đồng ý không hả? Đồng ý. Đúng rồi anh Hào à. Anh cần mướn người làm phải không hả? Cháu gái của tôi thích hợp nhất đó, nó leo lên leo xuống rất là nhanh, chuyện gì cũng làm được hết đó. Tôi tới đây để học nghề thôi. Không, cái gì công việc ở đây dễ làm lắm, miễn là không sợ cực thì được rồi. Ừ, đúng rồi, nó chịu cực quen rồi. Vậy rất là tốt. Có đem theo thẻ căn cước không? Mời qua đây. Điền số căn cước vào đây đi. Điền vào. Viết vào đây được rồi. Địa chỉ liên lạc vào số điện thoại. Làm vệ sinh hả? Ổn lắm đó. Mật mớ gì tới mày, mày im đi. Chắc muốn làm sư gia chứ gì. Ê, cháu gái của tao cũng đẹp lắm á mà. Thấy chưa, tao đã biết tiếng ý của chú rồi mà. Trời coi đã nè. Trời coi cái gì? Hả? Được được. Chú Đức à, quá đơn của phát ký chú để đâu hả? Để cho văn kiện đó. Tôi kiếm không có. Để tôi đi kiếm giùm cho. Cậu à, để cháu lượm giùm cho. Alo, alo, tôi kiếm anh Thẩm Chí Hào. Làm phiền cô đợi một lát. Hào à, Hào, ra nghe điện thoại nè. Dạ. Là con gái đó. Alo. Anh Hào à, cậu tôi hỏi chừng nào anh tới rước ổng? Mau lắm. Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thôi. Nửa tiếng sau chờ tôi dưới lầu. Vậy lát nữa mình gặp nha, bye bye. Bye bye. Còn giấu với má. Sao nói với má là cùng các bà anh em đi nướng đồ ăn, thì ra hẹn với bạn gái. Cô cũng làm thực lực đó. Ở thực lực có con gái làm việc, sao má không nghe con nói vậy? Bây giờ con phải đi gấp, không nói với má nữa. Con đừng có bí mật, phải nói cho má biết. Tối nay con về khuya lắm, nó khỏi chờ con nha. Được rồi. Chào chú. Đi đâu vậy? Chú có mua đồ về, chúng ta nhận chơi. Về sớm nha. Hai người ăn đi, con đã hẹn với bạn rồi. Nó thật không có phước ăn. Nó đi đâu vậy? Nó có hẹn với bạn gái đi chơi rồi. Nó vui lắm. Nó hẳn với bạn gái hả? Dạ tôi khỏi lo cho nó không có bạn gái nữa. Là ai vậy đó hả? Con gái đó có tốt không hả? Tôi đâu có biết, tôi chưa có thấy quà. Tôi thấy nó nghe xong điện thoại đã lập tức đi ra ngoài liền. Chà, cũng ngon thiệt đó hả? Vậy thì chưa biết thiệt hay giả rồi. Anh mong là giả hay sao? Lần này tại cháu Mẫn bỏ thằng Hào trước. Không lẽ bác con mình phải ngồi ở đây đợi cháu Mẫn suốt đời sao? Thì con Mẫn đã lớn rồi, tôi cũng đâu có muốn đâu. Gấp con gấp cũng được đâu. Đừng có nói chuyện này nữa. Tóm lại là bây giờ thằng Hào đã kiếm được bạn gái rồi á. Mong sao nó được thuận lợi. Chờ thêm một năm, hai nửa năm nữa cưới vợ sanh con rồi á. Vậy thì xong chuyện thôi. Đúng rồi, tôi cũng coi thằng Hào như là con tôi vậy. Tôi cũng mong nó tốt thôi mà. Đừng uống nhiều nữa. Một lát anh còn phải lái xe đi về bển mà. Tôi đi cầu đi một lát nha. Đừng có sáu nghe, ăn nhiều chút. Được được được, ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm đó. Đúng rồi, cháu Mẫn về rồi, có thấy mặt nó chưa hả? Không có. Chắc sợ gặp mặt nhau thấy ngại chứ gì. Bà biết không, cách đây mấy ngày tôi ở ngoài đường thấy nó và thằng Sa cái gì đó. Hình như Sa Tôn Trì đó. Đúng rồi, Sa Tôn Trì đó. Tôi nghĩ lần này là sự thật đó, không phải giả như là báo chí nói đâu. Chuyện đã như vậy rồi, thiệt cũng vậy, giả cũng vậy. Còn nữa, tôi thấy cháu Mẫn mặt xanh lắm. Họ đi du lịch vừa mới về, không biết có cái gì không đó. Anh thấy mặt nó xanh lắm hả? Đang nói cái gì vậy? Không có anh à. Đồ ăn ngon quá. Vậy thì ăn nhiều chút đi, ăn nhiều chút nha, đừng có sáo. Anh Hòa, một lát anh còn phải qua bên kia ngủ, anh đừng có uống nhiều quá. Kêu anh Định nên đi về đi. Tôi không cần. Chà, anh Hào sao mà lâu quá vậy? Còn nói nhiều làm gì, một khi đồ lên xe đi. Chúng tôi chờ thì không có nói gì. Bác cô Tiết á, chờ thì hơi ấy đó. Anh thì không biết gì hết. Cái gì không biết gì hết chứ. Con trai con gái coi như là anh em mà, không khác biệt gì đâu. Tại sao anh nói vậy? Anh nói vậy tức là phụ lòng cổ rồi đó. Cái gì là phụ lòng chứ? Cháu gái của chú Đức à, cô ấy tới giới thiệu cho anh đó. Anh còn làm bộ nữa. Mày uống lộn thuốc rồi nói bậy hoài. Chính miệng ông nói đó mà. Thì không đó. Thiệt chứ. Thật ra cô Tiết có gì không tốt. Cô Tiết tốt lắm đó. Vừa thông minh này, vừa chịu làm việc nè. Con gái rất tốt đó. Nếu mày khen cổ như vậy, mày cưới cổ đi. Cạc một cái là em đã có vợ. Em biết bạn đã bỏ em rồi, nhưng mà em từng nói với em mà, để em mà chẳng cũng thích người đàn bà nào khác nữa. Nhưng mà anh Hà thì khác. Anh có biết không hả? Anh và chị Mẫn chưa có danh phận gì hết. Bây giờ đã chia tay rồi và càng tốt. Lập tức đi kiếm con khác đi. Nè bây giờ chúng ta đi Ba Bờ Kiều, mày đừng nói nhiều nữa nha. Nói cho mày biết trước nha. Tới đó rồi đừng có nói bậy nha. Mất công làm cho cổ thái ngượng. Trái dừa. Trái dừa. Ê, Trái dừa à, đi đâu vậy? Tôi vừa mới đi dạy đàn xong định đi về đó. Lên xe đi, tôi đưa Trái dừa về. Cảm ơn anh nha. Trái dừa à, Trái dừa đi học thương mại tại sao còn dạy đàn vậy? Dạy thế cho người bạn thôi, tại vì có thời gian mà. Có một ngày phải đi làm việc, vừa đi học nữa là phải đi dạy đàn nữa, không sợ mày sao? Đâu có. Sao có nhiều đồ quá vậy? Định đi barbecue à? Đúng rồi, hôm nay nghỉ đó mà. Có hứng thú không? Đi chung đi. À, được. Hai à, là anh hả? Ờ, tôi đang ăn qua đây, thấy trên này còn có đèn. Biết Mẫn còn chưa về. Hả? À, cái này làm gấp hả? Ừ, cũng không gấp lắm, nhưng không biết làm sao có tinh thần làm. Đừng có làm nhiều như vậy nữa. Nếu giao được thì giao cho người khác làm đi. Ê, Nhã Cao có phải bị kiệt gì tài chính không à? Không phải. Thật ra tôi phải cảm ơn anh, vì anh Nhã Cao mới còn làm được. Nếu vậy thì tốt rồi. Tốt rồi, đi về đi. Mai mới làm. À, được. Sao còn chưa ngủ? Cho hai người đó, người nào người nấy, không khuya cũng không chịu về. Thì không biết tại sao bỏ nhà khó chịu lắm sao? Sao vậy? Mẫn còn chưa về à? Anh nói anh trước đi. Đã nói với anh đừng có khuya lắm mới về mà. Không khuya cũng không thấy mặt anh đâu. Tại sao khi không lại nói tôi chứ? Bà hỏi con gái của bà đi. Tại sao đi tăng gia ba trở về rồi mà cô nói xanh như vậy hả? Hình như không có tinh thần vậy. Có phải là có chuyện gì không? Anh nghĩ đi đâu rồi chứ? Những người ở ngoài đội nó đang gặp nhau với thằng cha trì đó. Cái thằng đó chơi dữ lắm mà. Chắc không phải đâu. Bà đâu có biết chứ. Muốn thằng cha nó thương thiệt con gái của bà hả? Đừng có hòng. Đang gặp nhau nửa chừng là bỏ thằng Hào. Nếu như có xảy ra chuyện gì thì đừng có tới khắc trước mặt tôi nha. À, ba má. Tôi đi tắm. Má con có chuyện muốn nói với con đó. Ê, má, có chuyện gì? Ba của con hỏi tại sao lúc này cái mặt xanh quá vậy? Vậy hả? Con không thấy. Có lẽ gì bận việc. Cho dù là bận việc cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Con đi Tân Gia Ba về mặt của con lại như vậy đó. Cho nên ba của con nghĩ bậy thôi. Ba nói cái gì? Con nào cặp với ông Trì phải không? Đâu có, con và anh chỉ là bạn thường thôi. Là bạn thường hả? Vậy tại sao những người ở ngoài đồn dữ quá vậy? Chắc má cũng biết người Hồng Kông thích làm những chuyện vô liêu mà. Con à, nếu con làm đám cưới đàng hoàng thì má không nói. Má chỉ sợ một mình con thôi. Nếu con có chuyện gì má không biết phải làm sao. Má à, má nghĩ đi đâu rồi? Ba của con có người đàn bà khác. Chỉ trông nom ở con thôi đó. Hy vọng ổng là cái gì cũng không được đâu. Hy vọng con được sống hạnh phúc. Vậy nửa kiếp sau má không được sống yên ổn rồi đó. Má à, má đừng như vậy. Con thấy mệt lắm, con vào nghỉ. Mẫn à, Mẫn. Kiều nó làm đám cưới đàng hoàng là nó đã nhăn cái mặt rồi đó. Nếu mà có chuyện vậy tôi không biết phải làm sao nữa. Gia Dừa à, Gia Dừa thật sự tới giúp tôi tính sổ sách soạn lại mấy cái hóa đơn phải không? Nếu thì tốt, tôi không cần nhức đầu nữa. Nhưng mà vậy đó, tiền lương em thâu cao lắm đó nha. Vậy được rồi, vậy thì cuối tháng tôi sẽ đãi Gia Dừa ăn mì. Chà, cánh gà này ngon thiệt đó hả? Đúng rồi. Ha, không ngờ cô Tuyết làm đồ ăn cũng ngon thiệt đó. Bây giờ anh mới biết sao hả? Cháu Tuyết tôi nấu đồ ăn ngon hơn nữa. Mai mốt kêu nó nấu vài món cho anh ăn thử nha. Hả? Phát à, sườn ăn được chưa hả? Được rồi, nướng thêm lát nữa đi. Ê Tóc Dài, thằng Long đâu? Nó đâu rồi? Ở bên kia, không biết ảnh làm cái gì. Tới đây để thấy anh qua bên đó rồi. Hay là mình qua bển kiếm ảnh đi. Được rồi. Chú Đức à, làm phiền chú nha. À, không có gì, không có gì. Tiếc à, tại sao không nói tiếng nào vậy? Cháu phải tự giác mới được mà. Cậu à, không thể nào cưỡng ép được đâu. Ê, cháu đừng có hiểu lầm. Cô này không phải là bạn gái của ảnh đâu. Ê, anh đang suy nghĩ gì vậy? Đâu có gì. Lại nghĩ tới chuyện không vui hả? Em nhớ em và em Sang cũng quen nhau ở Bá Bạch Kiều. Bây giờ đã hết rồi. Cô kiếm được Sang không? Không công lớn như vậy, biết đâu mà tìm chứ. Long à, giờ của mày bỏ đi rồi thấy mày thiệt tội nghiệp. Nhưng mà nói thiệt nha, tao cũng như mày thôi đó Long à. Chắc mày cũng biết, gặp nhau đến lúc gần lấy nhau rồi cũng phải chia tay. Hey, chuyện gì cũng đã sắp sẵn rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà nhiều lúc em cũng muốn suy nghĩ, đúng không ạ? Nghe lời nói của anh đi. Đi qua bển ăn cánh gà đi, làm vài lon bia, vậy thì không cần suy nghĩ gì nữa. Đi đi. Cậu à, anh hay thiệt đó, nói vài câu đã khuyên ảnh rồi. Thì thôi người thôi. Thật ra thằng Long tánh còn con nít lắm, phải nói ngọt mới được đó. Nói thiệt nha, làm người phải tin số phận mới được. Chẳng hạn như tôi và anh Hiền vậy, hai người đều xuất thân ở cô nhi viện. Bây giờ nó có sự nghiệp, lại có bạn gái nữa, chừng nào làm đám cưới hả? Tôi chưa có nghĩ qua. Chú Đức cho giết nướng cánh gà cho anh ăn đó. Chú Đức à, ý của chú tôi hiểu lắm, nhưng mà tạm thời muốn cố gắng lo cho sự nghiệp của tôi trước. Ê, làm việc ra làm việc mà, bạn gái là ra bạn gái. Coi vậy à, tôi nói có đúng không? Nói tóm lại, bây giờ tôi chưa có nghĩ tới chuyện này. Anh không cần phải nói như vậy. Bộ anh không thích phải không? Không phải. Vậy tôi hiểu rồi. Mai mốt nếu có cô khác à, tôi giới thiệu cho anh nữa nghe. Hả? Ha, chú Đức thiệt là vui đó. Mấy người thua lỗ như chúng tôi là vậy đó. Có sao thì nói vậy, tính này thẳng lắm. Vậy cũng tốt lắm, không cần phải suy nghĩ rồi mới nói ra. Tiếc rằng thế người nào sẽ đi chơi với thế người đó. Có người chơi chúng tôi thô lỗ, không có lễ phép, làm mất mặt họ. Về lâu vậy cũng không kiếm tôi. Công ty bận việc mà không có thời gian. Mất hình như ốm nhiều rồi. Đâu phải, đâu có ốm, tôi có cân qua rồi. Đúng rồi, nghe nói bác gái đi qua Anh học, đã đi chưa hả? Phải, còn 2-3 ngày nữa sẽ đi. Vậy còn Dự? Cũng vậy thôi, má tôi nói đúng, phải biết tự săn sóc mình mới được. Không định đám cưới sao? Đừng nói chuyện của tôi nữa. Người đem Hào ra sao rồi? Thực ra Mẫn tính sao chứ, tôi thấy Mẫn còn quan tâm đến ảnh lắm. Đâu phải, tôi nói chia tay với anh trước, tôi nghiệp ảnh lắm. Gần đây có thấy mặt của anh không? Có, anh còn nhớ chị lắm. Anh nói vậy sao? Anh không có nói ra, nhưng mà trực giác của tôi. Đừng có tin trực giác. Chắc gì cũng có nghe qua câu này, thời gian sẽ làm thay đổi hết tất cả. Tôi nghĩ chắc anh đã quên hết chuyện này rồi. Thực ra anh Hào tốt lắm đó. Hơn nữa, người tốt đi chung với người tốt chứ chắc là tốt đâu. Đừng nên tin lý luận này nữa, không có căn cứ đâu. Tôi nói chuyện lúc nào cũng thua cho Mẫn. Dự à, con đừng có làm vậy. Mà con đừng khóc con à, 2 năm thôi mà, mau lắm mà, đừng khóc. Đúng vậy Gia Dự, em khóc như vậy bác gái đi cũng không yên lòng. Đã tới giờ rồi. Bây giờ má đi nghe chưa, con phải tự săn sóc cho mình, săn sóc cho ba con biết chưa? Bác yên tâm, cháu sẽ săn sóc cho Gia Dự. Má, má nhớ viết thơ cho con nha. Được rồi, má nhớ mà. Em đừng khóc. Đi. Đừng khóc mà. Má của em đi rồi, nhưng mà còn anh. Hôm nay làm lễ mở phim đó, em muốn đi coi không? Em không đi. Anh đưa em về Hiền Đức Xã đi. Ừ. Lúc này anh hơi bận, ít có thời gian đi kiếm em. Nhưng em đừng có đi làm nhiều việc quá. Giờ đi học kế toán, giờ đi học dạy đàn, có hại đến sức khỏe đó. Em biết rồi. Ông chủ à, chúng tôi đang chờ ông tới cúng đó. Ông chủ à, cúng nhanh lên đi. Làm ăn thuận lợi. Chúng ta đều thuận cảnh thuận lợi. Ê, làm gì hả? Ở đây cúng hả? Hả? Ở đây chúng tôi quay phim thôi. Quay phim hả? Ê anh Vãn à, quay phim cũng có luật lệ đó, anh biết không hả? Đưa tiền cho họ đi. Đi rồi, lấy 200 đi. Cái gì? Đưa 200 cho chúng tôi hả? Coi chúng tôi là cái gì đây? Đúng vậy, đưa 200 cho chúng tôi hả? Coi chúng tôi là cái gì chứ? Ê, anh đừng làm bậy. Chuyện gì hả? Các đi khỏi ngay nhà. Đi khỏi? Chỗ này của anh sao? À, tôi nhận ra anh rồi. Đỗ Lãng Hiền chứ gì? Cứ chuyện có mặt mũi nhưng mà vậy thì sao chứ? Hay lắm sao hả? Em bạn à, chúng ta đều ra kiếm ăn thôi, nể mặt tôi đi. Anh muốn bao nhiêu? Được rồi, nếu mà anh Hiền ở đây quay phim có mặt có mũi, để chúng ta lấy ít như vậy, tất nhiên là không để mặt ảnh gì hả? Đúng vậy, lấy vậy đi. Ồ, 1.000 phải không? Đưa cho họ đi. Cái gì? Là 10.000 đó. Xong đi, cướp đi. Thằng nhóc, ở đây chưa tới phim mày nói chuyện hả? Bây giờ làm gì? Mày hay lắm, tụi mày cứ việc quay phim đi, hãy coi chừng nha, mày đi nha. Về đi. Anh Hiền à, thế như vậy chắc họ sẽ kéo người tới nữa đó. Bây giờ phải làm sao? Vậy đi anh Hiền, đi báo cảnh sát. Đừng, chúng ta ngoài sáng, họ ở trong tối, họ muốn chơi chúng ta dễ lắm đó. Vậy đi, tôi có quen một người bạn giang hồ, nhờ ảnh ra mặt có được không hả? Dọn tôi về trước đi. Hôm nay chúng ta nghỉ nha. Hôm nay nghỉ, thôi nghỉ việc đi. Chúng ta nghỉ. Đi về. Lên đồ đi. Thiệt phiền quá. Nè, chuyện nhỏ như vậy mai mốt điện thoại cho tôi thì được rồi. Cần gì phải kêu anh Hiền tới chứ. Đừng nói vậy, làm phiền anh nhiều lắm. Nè Hưng à, gọi điện thoại cho họ đi. Anh Lục à, uống đi. Uống đi. Chúng ta uống. Chúng ta uống đi. Cả ly. Anh Hùng à, mở cái điện thoại. Ừ, được. Ê, anh Hào hả? Này, cách đây 2 ngày xảy ra một chuyện. Công ty điện ảnh Lãng Ninh đó, có phải bên mày làm không? Nói cho mày nghe, sao mà thấy xe của họ phải giúp đỡ mở đường, đừng có chuyện nữa biết chưa? Vậy đi. Hả? Không có gì nữa, yên tâm đi. Anh Lộc à, anh giúp đỡ chúng tôi như vậy, bây giờ chúng tôi mới yên tâm đó. Đúng rồi, đây có chút quà mọn, xin anh vui nhận đi. Ê, làm vậy là ý sao đây? Ý là sao hả? Không có tôi là bạn sao? Nè, cất lại đi. Không phải, chúng tôi tỏ lòng cảm ơn anh thôi, anh lấy đi. Ê, nè, anh Hiền à, tôi nói cho anh biết nha, sở dĩ tôi có nhiều bạn bè như vậy là tại vì tôi không thích chơi cái này. Anh cũng đừng làm vậy nữa, làm gì kỳ lắm đó, hả? Nè, cam chịu sau này tôi phải nhờ anh giúp đỡ. Nói thiệt với anh tôi cũng có hứng thú làm người điện ảnh đó. Sau này chúng ta hùng vốn nha. Hả? Nè, vậy chứ chúng ta hợp tác thành công. Uống đi. Cạn ly. Alo, kiếm anh Lục hả? Anh Lục. Vậy? Anh Lý kiếm. Ừ. Ê, anh Lý hả? Được rồi. Được. Ok. Xin lỗi nghe, tôi xin phép một lát. Nè An à, kia mấy con ra đây ngồi đi. Không cần đâu. Ê, ở đây chơi gì vui vậy mới được chứ. Anh Lục à, chúng tôi cũng phải về. Ngồi chơi một lát đi, để mặt tôi mà. Để mặt, ngồi xuống, để mặt tôi. Dạ, dạ. Rồi, thật ra có cần tính lên như vậy không? Còn chưa được hả? Sổ sách để lâu như vậy tất nhiên là chưa được rồi. Nè, nói sao tôi cũng đi về đâu. Tại vì tôi phải ở đây chờ coi là được bao nhiêu. Rồi anh phải tăng lên cho em, tại ý em không chịu đâu. Đang tính sổ mà. Bây giờ người nóng ruột nhất á, nên nói là anh Hào mới đúng. Ảnh mới là ông chủ mà. Đâu có gì nóng ruột, làm ăn nhỏ thôi mà. Nếu mà kiếm được 2 bữa cơm ăn thì mãn nguyện lắm rồi. Không những là 2 bữa cơm đó. Ủa, tính xong rồi hả? Ê, tiền lời năm nay trừ đi tiền lương và những chi tiêu hàng tháng còn dư 365.457 đồng. 60 mấy ngàn lần hả? Thì không đó. Ê, anh Hào, tăng lương bao nhiêu hả? Anh nói mau đi, tăng lương bao nhiêu hả? Cái gì? Tăng lương hả? Mày thiệt là lúc này mới khai trương mày biết bỏ nhiều vốn không hả? Tiền lương thì chỉ định phải tăng, nhưng mà phải chờ tới cuối năm. Thiệt là. Chú Đức à, bây giờ đã kiếm được chút đỉnh rồi. Cuối tháng anh em chúng ta phải đi ăn một bữa cho no mới được đó. Được. Nói như vậy mới đúng. Gia Dự à, đi chung nha. Tôi cũng có phần. Đương nhiên rồi, tại vì Gia Dự tính sổ sách cho chúng tôi mà. Nhất định phải tới nhà. Chú Đức à. Hả? Chú còn có cháu gái và bà con gì đó. Tới ngày đó nhớ dặn đang gặp mặt với anh Hào nha. Để cho anh biết đó. Mày im cái miệng méo mày lại đi. Dọn dẹp 3 cái đồ đạc đây cho rồi. Bọn chú hết gái rồi sao hả? Anh Hào à. Cô Tuyết kia nghỉ làm rồi hả? Nghề này không thích hợp cổ đâu. Ê đồ bây giờ thiệt là mắc. Cái gì đâu mà cũng 8 đồng một cân. Còn cá lớn cỡ bàn tay vậy nè thì 5 đồng một lượng nữa. Giật giá thiệt là leo thang. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Mẫn à, cách đây 2-3 ngày má có tới nhà dì của con nói chuyện đó. Nó cứ nói má hoài, nếu mà tháng nào cũng phải trả tiền nhà, tại sao không mua một căn nhà ở chứ? Má nghĩ cũng đúng đó. Nè chẳng hạn như căn nhà nó ở kìa, lúc trước hình như mua 200 mấy chục ngàn, bây giờ bán 400 mấy ngàn đó. Con mua căn nhà cho má cũng phải. Đâu phải là mua cho má, tới cùng cũng là thuộc về con. Thật ra ở đây ở cũng thoải mái lắm. Hay là viết thơ cho ông Mã đi, hỏi ổng có chịu bán căn nhà này không. Má có mấy chục ngàn, có thể trả được đâu. Tiền của má để dành đi. Con có cách. Ăn cơm đi nha. Con không ăn, trước khi về đây con ăn đồ rồi. Má ăn đi, con về phòng trước. Vậy con nghỉ cho khỏe đi ha. Anh Lưu à, biệt thự của anh cũng đặc biệt lắm. Bây giờ sửa lại cho anh rồi. Mấy bộ salon ở đây, mấy bộ salon này rất có đặc sắc đó. Tại sao kỳ vậy hả? Tại sao chỗ này hình như có góc vậy hả? Không phải là có góc, nhìn vô được lắm mà. Ê, tôi không cần biết có đặc sắc hay không, nhưng mà nhất định là phải hướng ngay cửa lớn. Làm như vậy mới tốt mà. Bây giờ hướng vào vách tường tôi không thích đâu đó. Về đi, tôi sửa lại cho anh nha. Tôi không cần biết nhiều. Vì ông thầy địa lý nói như vậy nè. Cô sửa lại cho tôi đi. Vậy tôi sửa xong đưa cho ông coi. Nè, bây giờ tôi nói thiệt với cô nha. 15 tháng tới tôi sẽ dọn vào đó. Theo ông thầy địa lý, ông nói là trong 10 năm nay cũng không có ngày nào tốt bằng ngày đó đó. Trước 15 tay cô nhất định phải hoàn thành cho tôi. Không được đâu, sửa tấm đồ này cũng hết 2 tuần lễ rồi mà. Bây giờ cô nói chơi với tôi hả? Tính chung cô đã sửa đi sửa lại gần 1 tháng rồi đó. Nhưng mà tôi đã sửa lại trong 3 lần rồi. Không đúng, tất nhiên là phải sửa lại rồi. Nếu cô làm không kịp á, thì cô phải nói cho tôi biết. Tôi kiếm người khác làm cho tôi. Bây giờ đừng nói nhiều nữa. 2-3 ngày nữa tôi sẽ lên coi thử. Alo. Mẫn à, Tôn gì đây? Có chuyện gì? Sao hả? Không được khỏe à? Không có gì. Tôi nghe nói gần đây Mẫn có nhiều việc phải làm. Nhưng mà làm việc không hả? Tôi không có gì. Tiếng Anh cũng thuận lợi. Tôn trì à, bây giờ tôi có chuyện phải ra ngoài. Một lát nữa điện thoại cho ông nha. Bye bye. Bye bye. Ê Mượn. Ê Dự, sao tới đây vậy? Lên đi kiếm Mượn ăn cơm đó. Sớm quá vậy. Đi sớm một chút nói chuyện mà. Đi nha. Ê, lúc này không biết bà chủ sao nữa. Phải cũng nhận, không phải cũng nhận. Thật ra đâu có tiền lời. Chắc giếm đủ rồi sẽ nghĩ gì vậy? Thiệt ông đó, còn trẻ như vậy đã định nghĩ rồi hả? Chắc phải đi về nấu cơm đó. Đi bên này được. À, bây giờ phải bao nha. Cha, bà gì mà lớn quá vậy? À, đưa tiền, đưa tiền. Trời ơi, lần này chết rồi đó. À, đến bà ra cũng phải cẩn thận chứ. Đưa tiền. Không biết sao hôm nay tôi đỏ thiệt đó. Đưa tiền, đưa tiền đi. Đưa thiệt là. À, một cái thằng Hào. Chào ba. Ba. Mẫn. Sao ạ? Tự nhiên nha. Tiếp đãi cô Mẫn giùm tôi nha Dự. Đánh bài đi nè, ngồi xuống đánh bài đi. Chứ không biết đánh đâu biết gì. Tối nay thiệt hên quá. Chắc mấy người sẽ thua hết cho tôi rồi đó. Gia Dự à Mẫn ơi, hai người nói chuyện nha. Gia đi. Ngồi chơi đi. À bây giờ tới phiên ai? Tới phiên tôi, tới phiên tôi. Đánh đi. Lại lên. Tới phiên anh đó. Tới đi. Tới ai hả? Hả? Để em đánh chưa? Ờ, được. Chắc cô sẽ thua đó. Đúng rồi. Lúc này làm ăn ra sao? Cũng được. Còn anh làm ăn ra sao? Về công việc này, nếu mà chịu làm, chắc chắn sẽ có làm mà. Nè, coi chừng phải bao bài nha, coi chừng nha. Ê, ông con chú Đức à. Hôm nay tôi đang để tôi báo bài cho nha. Anh Thành Long nó bao cũng vui đó. À, chết rồi trời ơi. Bây giờ thua nữa rồi. Dư à, tôi về trước nha. Sao mau quá vậy? Mẫn à, sắp ăn được rồi đó. Thôi đi. Ở đây ăn cơm đi mà. Thôi khỏi. Sắp ăn rồi mà. Để ăn xong rồi mới đi. Ba à, má đã dành cơm cho con rồi. Ba đang vui như vậy, chờ ba chơi xong đã. Con chờ ba về ăn cơm. Mẫn à, tôi đưa Mẫn xuống nha. Dạ được. Mau tự lên nha, nếu không ăn hết đó. Dạ được. Các dễ lại chơi nha. Được. Bye bye. Đánh đi. Chờ một lát nha. Tới phiên ai đánh hả? Thì xin lỗi nha. Đừng nói như vậy. Thực ra bây giờ thấy là anh Hào cũng tốt. Thấy anh vui lắm. Tôi còn tưởng Mẫn và anh có thể làm lại từ đầu. Không đâu. Lúc chia tay với anh tôi đã nói rõ. Bây giờ thấy anh như vậy lương tâm của tôi mới thấy được dễ chịu một chút. Bao gì? Tôi về trước nha. Bye bye. Ba. Tại sao khi con ăn cơm rồi mới về không chịu hả? Đi đâu mà khi vậy? Đâu có, con đi vòng vòng thôi. Canh còn nóng đó, múc cho con ăn nha. Má, để lát nữa đi. Anh à, tối mốt anh có rảnh không hả? Gì đây? Con của cô Bảy chết rồi. Tôi định tối mốt đi thăm bả rồi cúng con đó luôn. Con của cô Bảy hả? Thằng Thành phải không? Ừ. Nó còn trẻ lắm mà. Anh nói đúng đó, nó lớn hơn con Mẫn có 1 tuổi thôi. Tại sao lại chết vậy hả? Bị bệnh đó, đã giải phẫu 1 tuần rồi, cấp trước thì không có gì. Nhưng đột nhiên chưa tới 2 năm mà, lại bị chết. Ê, không phải là tôi nói, ai mà gặp xui xẻo như vậy cũng chịu thôi. Bị ung thư thì không có cách nào trị nữa. May là cô Bảy cũng có để dành được tiền, từ nay cũng không cần phải lo sinh hoạt nữa. Anh biết không, tiền đã đi trị bệnh hết rồi. Tiền đi liệm tang cũng là nhờ bà con góp lại đó thôi. Vậy cô Bảy thật là tội nghiệp đó. Tới đâu sẽ hay tới đó. Ê, nếu biết trước là vậy à, không trị còn hơn là trị để dành tiền dưỡng lão còn sướng. Sao bà lại nói vậy? Mọi người đương nhiên là quan trọng hơn tiền bạc mà. Tôi thì nghĩ khác, nếu trị được thì trị. Còn nói có phải không hả? Dạ phải. Má, ngày mai con chuyển 120.000 vô trong một của má nha. Má lấy đi mua nhà cũng được, làm gì cũng được. Con làm gì vậy? Có tiền thì để dành đi, làm gì phải đưa hết cho má chứ. Con biết rồi mà. Thôi đi, con gái nó hiếu thảo với mình mà, đưa cho tôi có gì đâu chứ. Không lẽ nhờ anh sao? Bây giờ má múc canh cho con ăn nha. Ây da, tại sao kỳ vậy? Sửa rồi cũng như không thôi. Chúng tôi đã làm theo ý của ông rồi mà. Đâu phải, ý của tôi đâu phải là như vậy. Cô thấy chưa, nội chỗ này đã sai rồi. Bọn mấy người không có nghe tôi nói sao? Nè, chắc mấy người không có nghe tôi nói chứ gì. Sửa rồi cũng như không thôi vậy. Đâu có phải ông Hòa, chúng tôi đã làm theo ý của ông rồi mà. Đâu phải, tuy rằng tôi nói là hướng đông, nhưng mà cái cửa này không thể nào làm như một đường thẳng vậy. Vậy tiền tài của tôi sẽ chạy ra ngoài hết đó. Vậy em cũng nên cho chúng tôi biết sớm mà. Ê, tôi tưởng chuyện nhỏ như vậy mấy người đã hiểu rồi chứ gì. Tôi chỉ học thiết kế thôi, không phải là học địa lý đâu. Tôi không cần biết cô học thiết kế hoặc là học địa lý. Tóm lại là không phù hợp với yêu cầu của tôi là không được. Cô trả lại 80.000 tiền đặt cọc cho tôi kiếm người khác làm thôi. Trả tiền cọc? Chúng tôi đã mua hết rồi. Vật liệu cô có thể dùng dòm chỗ khác mà. Căn nhà của tôi trễ nhiều như vậy vẫn chưa xong, tính tiền lãi thôi đã đủ rồi. Tôi không muốn nói nhiều nữa. Cô phải hoàn thành cho tôi, không thì trả lại tiền đặt cọc cho tôi. Tôi không lôi thôi nữa. Ung thư thiệt là lợi hại đó. Nếu biết là như vậy à, không trị còn hơn là trị, để dành tiền dưỡng lão còn sướng. Căn nhà của tôi trễ lâu như vậy còn chưa xong, tính tiền lãi thôi cũng đủ rồi. Tôi không muốn nói nhiều nữa. Một thì cô làm xong cho tôi, không thì trả lại tiền đặt cọc cho tôi. Tôi không lôi thôi với cô nữa. Cô đi đâu hả? Tùy ý ông. Khu cấm mà, đâu xuống được chứ. Tôi kêu ông ngừng xe, ngừng xe. Điên à.